Vâng, xin chào tất cả anh chị cô chú và các bạn, và chào mừng anh chị đã đến với lại cái livestream của em Đảng trong ngày hôm nay. Và như ở những cái livestream trước thì em Đảng cũng đã chia sẻ một vài những cái kiến thức cơ bản về cái thị trường tiền điện tử. Thì trong cái livestream này thì em Đảng xin phép anh chị em chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái thị trường tiền điện tử này. Và trong thời gian vừa qua thì cũng có rất nhiều anh chị em cô chú inbox cho Đảng hỏi rằng là anh Đảng ơi, Bitcoin là gì vậy? Tại sao Bitcoin nó lại có cái giá trị lớn đến như vậy? Tại sao một cái đồng tiền ảo mà lại có giá trị lên tới hơn 1 tỷ đồng? Em đang rất là tò mò. Vậy thì và làm thế nào để mà tham gia vào cái thị trường tiền điện tử này? Và em thấy rằng Bitcoin giá của nó rất là biến động. Vậy thì làm thế nào và để tham gia vào cái thị trường này mà hạn chế cái rủi ro nhất cũng như là có một cái lợi nhuận tối ưu nhất? Thì qua cái livestream ngày hôm nay thì Đảng xin phép chia sẻ tới toàn thể anh chị cô chú và các bạn những cái kiến thức cơ bản về Bitcoin để anh chị em chúng ta có thể biết được lý do tại sao Bitcoin đang trở thành một cái đồng tiền chung của toàn thế giới, và cái giá trị của nó rất là cao. Có những cái thời điểm nó lên tới 56.000 đô. Và 56.000 đô thì chúng ta quy đổi ra tiền Việt thì đâu đó nó khoảng 1,5 tỷ anh chị ạ. 1,5 tỷ thì chúng ta có thể làm được rất là nhiều việc, đúng không anh chị? Chúng ta có thể mua cho mình những chiếc xe hơi như là Mercedes rất là sang trọng rồi, và chúng ta có thể mua cho mình những cái căn chung cư tầm trung ở thủ đô Hà Nội, đúng không anh chị? Và Bitcoin hiện hiện nay thì được rất là nhiều các tổ chức tài chính cũng như là các cái tài phiệt trên thế giới người ta quan tâm, là người ta sở hữu Bitcoin và coi nó như là một cái loại tài sản của doanh nghiệp. Và ở Việt Nam thì nói đến cái thị trường tiền điện tử hay hay mọi người hay anh chị em chúng ta hay gọi là tiền ảo, đúng không ạ? Tiền điện tử, tiền kỹ thuật số, rất nhiều những cái tên gọi khác nhau. Bitcoin thì Bitcoin ký hiệu là BTC anh chị nhé. Thì bit là dãy số anh chị nhé. Coin là đồng tiền. Thì Bitcoin có rất là nhiều tên gọi khác nhau, như là tiền ảo này, tiền mã hóa này, tiền điện tử này, tiền kỹ thuật số này. Và một cái đơn vị tiền tệ có cái giá trị rất là lớn, khoảng gần 1,5 tỷ đồng tùy từng cái thời điểm anh chị nhé. Và thực sự là đúng, chỉ có tiền điện tử mới làm được như vậy, đúng không anh chị? Và đồng tiền đó chính là Bitcoin anh chị nhé. Và Bitcoin thì là cái đồng tiền mà có cái giá tăng nhanh nhất trong mọi thời đại, và trong lịch sử chỉ trong vòng 8 năm, 8 năm ra đời thôi thì cái giá trị của Bitcoin nó đã lên tới, nó đã tăng trưởng lên đến hàng triệu lần anh chị nhé. Và có một cái thông tin Đảm được biết là cách đây tầm khoảng 8 năm thôi thì Bitcoin thì khi mà chưa được cộng đồng người ta công nhận, chưa được mọi người biết đến thì là giá trị của Bitcoin rất là thấp anh chị ạ. Và cái thời điểm mà cách đây 8 năm ấy, để mà chúng ta mua được một cái bánh pizza thì chúng ta đã phải bỏ ra là 1.500 Bitcoin để có thể mà mua được một chiếc bánh pizza. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì sao ạ? Đến thời điểm hiện tại thì một Bitcoin thì chúng ta có thể mua đến hàng chục nghìn cái bánh pizza, đúng không ạ? Vậy thì tại sao Bitcoin lại tăng trưởng nhanh như vậy? Tại sao Bitcoin lại có cái giá trị cao như vậy?
Thì một lát nữa thôi thì Đạt sẽ bật ví cho cả nhà để chúng ta có thể biết được rằng là tiền ảo có phải là ảo thực sự hay không. Và nó ảo như vậy thì tại sao nhiều người lại mong muốn sở hữu nó vậy? Hay là do những cái thông tin, những cái hệ quy chiếu của anh chị chúng ta chưa kịp cập nhật, cho nên chúng ta vô tình chung chúng ta đánh mất đi một cái cơ hội mà có thể giúp cho chúng ta đột phá về tài chính, đúng không anh chị? Vậy thì như vậy thì Bitcoin thì cho đến thời điểm hiện tại thì nó đã tăng lên tới hơn 25 triệu lần anh chị ạ. Và cái thời điểm mà năm 2008, 2009 khi mà Bitcoin được công bố ra thế giới thì cái giá của nó vô cùng là rẻ mạt anh chị ạ. Và thời điểm đó thì một Bitcoin có giá trị là 0,0076 đô la các anh chị nhé. Và nếu như mà cái thời điểm năm 2008 đó anh chị em chúng ta biết đến cái cơ hội tiền điện tử này, chúng ta biết đến Bitcoin đúng không, và chúng ta chỉ chỉ bỏ ra 1 đô la chúng ta mua Bitcoin và chúng ta quên lãng nó đi, cho đến nay thì có phải anh chị em chúng ta rất là giàu có đúng không ạ? Và 1 đô la thời điểm đấy thì chúng ta có thể sở hữu được là khoảng 1.400 đồng Bitcoin. 1.400 đồng Bitcoin mà để đến năm 2021 mà chúng ta nhân với lại cái giá trung bình tầm khoảng 55.000 đô thôi thì là chúng ta có phải là có hàng hàng chục triệu đô đúng không các anh chị? Rất là nhiều, rất là nhiều, nhưng không phải ai cũng may mắn để mà biết đến để mà sở hữu được Bitcoin đúng không anh chị, đúng không ạ? Vậy thì Bitcoin là gì và nó có cái gì khác biệt so với lại tiền mặt, tiền pháp định? Thì ngay sau đây thì Đảng sẽ bật mí cho cả nhà. Và Bitcoin thì được ra đời vào năm 2000, cuối năm 2008, đầu năm 2009 anh chị nhé. Thì cho đến thời điểm bây giờ thì chúng ta vẫn chưa biết được cha đẻ thực sự của Bitcoin là ai, nhưng mà chỉ biết rằng có một cái tên là Satoshi, có thể là ông Satoshi, bà Satoshi, hoặc là một tổ chức nào đó tên là Satoshi đã giới thiệu Bitcoin đến với lại toàn bộ thế giới, đã giới thiệu Bitcoin đến với lại toàn bộ thế giới anh chị ạ. Và để hiểu được Bitcoin thì chúng ta hãy cùng Đảng xem cách nó hình thành như thế nào. Thì đầu tiên thì Satoshi đã tạo ra một cái nền tảng công nghệ mới, và cái nền tảng này người ta sẽ tạo ra Bitcoin gọi là blockchain. Blockchain nó giống như việc mà chúng ta xây một ngôi nhà đúng không anh chị? Thì trước tiên chúng ta phải xây dựng cho nó một cái nền móng, và blockchain nó được ví như là cái nền móng. Blockchain thì được ví như là cái nền móng. Vậy thì blockchain là gì? Blockchain là gì? Để mà nói về công nghệ thì khá là lòng ngoằng và dí dắt, thì để cho dễ hình dung thì Đảm sẽ lấy một cái ví dụ để cho tất cả anh chị em chúng ta có thể hình dung một cách đơn giản và dễ hiểu hơn. Thì blockchain thì nó giống như là một cái quyển sổ phép thuật anh chị nhé. Thì nó không bị tẩy xóa, mọi cái thông tin, mọi cái giao dịch, mọi cái dữ liệu khi mà chúng ta lưu vào blockchain, chúng ta ghi trên cái quyển sổ phép thuật này thì nó sẽ không bị tẩy xóa các anh chị nhé. Rồi yếu tố tiếp theo nữa là không bị chỉnh sửa cắt ghép, không bị chỉnh sửa cắt ghép này, không bị tẩy xóa này, và một cái điều quan trọng nữa đó chính là không bị làm giả các anh chị ạ. Và cái điều quan trọng nhất đó chính là luôn ghi lại mọi sự thật các anh chị nhé. Và khi mà áp dụng blockchain để mà tạo ra Bitcoin thì có nghĩa là mọi cái giao dịch chuyển tiền, thanh toán hóa đơn sẽ luôn được ghi lại và không bị tẩy xóa, thay đổi chỉnh sửa và luôn minh bạch công khai các anh chị nhé. Và kể cả người tạo ra blockchain, người tạo ra Bitcoin đúng không anh chị, và nó công khai với tất cả mọi người, thế nên là mọi thông tin trên
cái blockchain này, cái quyền sổ phép thuật này thì nó rất là minh bạch và đáng tin cậy các anh chị nhé. Và nếu như chúng ta nghĩ rằng là ông Satoshi này có thể tạo ra Bitcoin thì ông ấy cũng cũng có thể tạo ra rất là nhiều nhiều Bitcoin hơn cho bản thân, giống như là cái việc mà các chính phủ đúng không? Giống như việc các chính phủ là có thể là tự in tiền cho mình vậy. Vậy thì nếu như mà ông Satoshi này ông có thể tạo ra Bitcoin được và ông có thể tạo thêm nhiều Bitcoin nữa, vậy thì ông ấy sẽ rất là giàu có đúng không ạ? Nhưng xin thưa với anh chị rằng không. Với cái công nghệ blockchain thì không ai có thể là sửa đổi. Thế nên việc ông ấy tạo thêm ra tiền cho mình để mà đưa vào lưu thông thì cái điều đó là hoàn toàn không thể xảy ra nhé cả nhà. Và sau khi tạo ra được cái nền tảng blockchain thì Satoshi tiếp theo đó là tạo ra Bitcoin. Nhưng mà ông ấy không tạo sẵn ra một đồng Bitcoin nào cả các anh chị nhé. Mà tất cả cái số Bitcoin được tạo ra sẽ được ẩn đi. Và nếu như mà anh chị và các bạn muốn có được Bitcoin, muốn sở hữu được Bitcoin thì chúng ta phải dùng máy tính để mà xử lý những thuật toán rất là phức tạp. Và sau cái quá trình mà anh chị chúng ta xử lý được thì là người chủ máy tính sẽ nhận được phần thưởng là một Bitcoin nhất định. Và cái số lượng Bitcoin đó thì sẽ được đưa vào lưu thông, và người ta gọi đó là đào Bitcoin đúng không ạ? Và có rất là nhiều những cái thông tin trên truyền thông báo đài đúng không ạ, cũng nói rất là nhiều về Bitcoin, cũng như là các cái xưởng đào Bitcoin đúng không ạ, với cái chi phí lên tới hàng triệu đô, hàng chục triệu đô. Và anh chị em chúng ta thì với một cái số vốn như vậy thì chắc chắn là anh chị em chúng ta không thể nào mà xây dựng lên những cái hệ thống, những cái xưởng máy đào rất là tiên tiến để mà chúng ta có thể là tạo ra đào những cái đồng tiền Bitcoin được, đúng không anh chị? Và đào được cái đồng tiền Bitcoin nào thì sẽ hiện ra đồng đó các anh chị nhé. Và phần còn lại thì là sẽ bị ẩn đi, giống như là việc mà chúng ta đào vàng trên trái đất đúng không ạ? Chúng ta muốn có được vàng thì chúng ta phải đi đào vàng trên trái đất. Và vàng trên trái đất thì dù nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng là chỉ có một cái số lượng nhất định đúng không ạ? Đào mãi cũng sẽ hết đúng không ạ? Và Bitcoin thì cũng như vậy thôi các anh chị nhé. Bitcoin cũng như vậy thôi. Và Bitcoin thì chỉ có vỏn vẹn là 21 triệu đồng Bitcoin. Và người ta tính đến năm 2140 thì cái đồng Bitcoin cuối cùng sẽ được đào lên. Và do có blockchain cho nên là mọi giao dịch như là đào Bitcoin sẽ được ghi lại, thế cho nên là mỗi đồng Bitcoin được đào lên các anh chị nhé thì sẽ được toàn bộ tức là sẽ được toàn bộ các cái hệ thống máy đào trên toàn thế giới xác thực và biết đến, cho nên là nó rất là công khai và rất là minh bạch, và không thể có chuyện là một người nào đó có thể là tạo ra một cái đồng Bitcoin giả để mà đem vào lưu thông, như vậy nếu mà so với lại tiền giấy chúng ta đang sử dụng thì Bitcoin có những cái ưu điểm gì so với tiền giấy, và những cái ưu điểm này thì giúp cho cái giá trị của Bitcoin nó có tiềm năng cũng như là nó giá trị trong tương lai như thế nào, thì ngay sau đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu cùng đảm nhé. Thì sự khác biệt giữa Bitcoin và tiền giấy hay gọi là tiền pháp định thì thứ nhất là tiền giấy hay tiền mặt thì có thể làm giả đúng không anh chị? Có thể làm giả đúng không? Chắc chắn là có thể làm giả. Nhưng Bitcoin thì không ạ. Bitcoin thì không thể làm giả được đúng không ạ? Tiền giấy thì có thể in được không anh chị? Có thể in được đúng không ạ? Ngày hôm qua hay một cái khoảnh khắc nào đó anh chị lên thời sự anh chị có nghe thấy thông tin rằng là chính phủ Mỹ, ngân hàng trung ương Mỹ đã in thêm những cái gói cứu trợ Covid chẳng hạn lên tới hàng chục nghìn tỷ đô la của anh chị, hàng chục nghìn tỷ đô la đúng không? Và kể cả ở Việt Nam cũng vậy thôi, chính phủ Việt Nam cũng tung ra những cái gói cứu trợ
À, thì đó là tiền mặt thì có thể in thêm được. Và chính vì có thể in thêm được cho nên là sẽ dẫn đến cái tình trạng lạm phát, đúng không anh chị? Một cái thứ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ gì đó mà nó quá nhiều thì chắc chắn là nó sẽ lạm phát, đúng không anh chị? Chắc chắn là nó sẽ lạm phát. Và có một cái câu chuyện rất là thực tế là ở Venezuela. Venezuela thì các anh chị cũng biết rằng là một cái đất nước rất là nhiều hoa hậu thế giới, đúng không ạ? Và Venezuela thì có một cái điều mà cả thế giới phải đến, nó chính là cái lạm phát của đồng tiền Venezuela nó quá là kinh khủng, nó lên tới hàng nghìn phần trăm. Và nếu như mà anh chị nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì anh chị và các bạn có thể lên YouTube để chúng ta gõ cái từ khóa đó chính là lạm phát tại Venezuela, thì chúng ta có thể thấy được rằng là ở cái đất nước này tiền thực sự nó không có giá trị bằng giấy đâu anh chị nhé. Và thậm chí người ta đã phải nói rằng là để mà muốn mua một cái cuộn giấy vệ sinh ấy, hoặc là muốn mua một cái mớ rau thôi, thì người ta đã phải vác những cái bao tải tiền đi để mà quy đổi sang cái hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đó. Thì Bitcoin không thể làm giả được, và đó cũng một cái ưu điểm khiến cho cái giá trị của Bitcoin nó tăng trưởng cao đến như vậy. Vậy thì tiền giấy thì có thể in thêm được, và khi in thêm thì người dân chúng ta sẽ bị thiệt, đúng không ạ? Anh chị em chúng ta đi làm thì lương thì cũng chẳng được tăng, đúng không? Lương thì cũng chẳng được tăng, trong khi đó tiền lạm phát. Và như vậy thì lạm phát sẽ gây ảnh hưởng đến cái nền kinh tế. Nhưng Bitcoin thì không thể tạo thêm được, và muốn có thì chúng ta phải đào Bitcoin, và đào mãi thì cũng sẽ hết. Và hơn nữa, việc đào Bitcoin thì sẽ tốn rất là nhiều chi phí các anh chị ạ, sẽ tốn rất là nhiều chi phí. Tiền giấy thì muốn chuyển cho người khác, tiền giấy thì muốn chuyển cho người khác, và đặc biệt chuyển cho cái quốc những từ quốc gia này sang quốc gia khác đấy, thì phải có những cái khâu trung gian và tốn rất là nhiều chi phí, tốn rất nhiều chi phí các anh chị ạ. Ngày hôm nay ở Việt Nam thì Đảng không nói, ở Việt Nam thì anh chị em chúng ta chuyển tiền lên ngân hàng thì là cái phí có thể là 1-2% mà nó rất là rẻ thôi. Nhưng mà chúng ta chuyển chuyển tiền mà từ Việt Nam sang nước ngoài thì cái phí nó rất là cao. Cũng như là một vài anh chị em nào đó mà hay đi du lịch ở nước ngoài ấy, thì chúng ta sẽ được cầm tiền mặt thì rất là ít, tiền mặt thì cầm sẽ rất là ít, do đó là chúng ta sẽ bị giới hạn về những cái chi tiêu, đúng không ạ? Đúng không các anh chị? Vậy thì Bitcoin thì sao? Bitcoin thì có thể chuyển khắp thế giới các anh chị nhé, nhưng mà cái chi phí thì nó rất là thấp và không cần khâu trung gian, tức là cái giao dịch giữa người mua và người bán nó gọi là giao dịch P2P, không cần khâu trung gian nào, bởi blockchain thì luôn ghi nhận sự thật. Và nhìn vào blockchain thì là ta có thể thấy, ta có thể biết được là ai là người chuyển tiền cho ai, cho nên là không cần bên trung gian chứng kiến cái việc đó. Và cái chi phí chuyển tiền thì rất là thấp anh chị nhá, không đáng bao nhiêu, không nó phải không không phải không 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 phần trăm, không đáng là bao nhiêu cả anh chị nhá. Và một cái yếu tố thứ tư đó chính là tiền mặt khi mà các anh chị gửi vào ngân hàng, đúng không ạ? Và ngân hàng thì ai ai là người quản lý ngân hàng, đó chính là nhà nước kiểm soát ngân hàng, đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta có nhiều tiền mặt mà chúng ta gửi vào ngân hàng, thì đảm tin chắc chắn một cái câu hỏi sẽ đặt ra là một ngày nào đó, một ngày đẹp trời nào đó, sẽ có những cái đoàn thanh tra đến, đoàn kiểm tra đến, kiểm tra doanh nghiệp, đến kiểm tra nhà gia đình của các anh chị, hỏi rằng là ồ, tại sao cái tài khoản trong ngân hàng của anh chị nhiều thế, và anh chị phải chứng minh, đúng không ạ? Anh chị phải chứng minh rằng là với cái thu nhập của anh chị như vậy thì làm thế nào để anh chị có được những cái có nhiều tiền như thế các anh chị. Vậy thì làm thế nào để chúng ta chứng minh được, đúng không ạ? Và khi mà anh chị gửi tiền vào ngân hàng thì có một cái điều nữa, đó chính là thông tin của anh chị, thông tin của anh chị sẽ phải cung cấp cho ngân hàng, đúng không anh chị? Và trên thực tế thì đã xảy ra rất là nhiều những cái vụ bị mất tiền trong ngân hàng mà không hiểu lý do gì. Ở đây thì Đảng muốn nói đó chính là cái tính bảo mật, đúng không ạ? Kể cả anh chị gửi tiền trong ngân hàng, anh chị vẫn có cái rủi ro, vẫn có khả năng mất tiền như bình thường. Hacker người ta vẫn lấy tiền trong tài khoản của anh chị được.
thậm chí ngân hàng người ta cũng có thể lấy tiền của anh chị được, và người ta bảo là hacker lấy, bởi vì không có ai kiểm chứng điều đó cả, không có ai kiểm chứng điều đó cả, đúng không anh chị? Và ngân hàng cũng chả đảm bảo cho cái khoản tiền của anh chị đâu ạ. Ngân hàng vẫn có cái luật phá sản, đúng không anh chị? Ngân hàng vẫn có luật phá sản, thì các anh chị gửi hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ vào ngân hàng, và khi mà ngân hàng công bố phá sản thì anh chị chỉ nhận lại được tầm khoảng 70 80 triệu thôi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nhưng Bitcoin thì sao? Bitcoin thì sẽ không bị quản lý bởi một cái bên thứ ba, và không ai kiểm soát được Bitcoin, cho nên là Bitcoin thì hoàn toàn tự do theo thị trường các anh chị. Vậy thì nhờ những cái đặc tính như vậy thì Bitcoin ngày càng được nhiều người tin dùng, và nó trở thành phổ biến hơn, và nó trở thành một cái loại tiền thay thế tiền mặt. Và khi bạn thấy Bitcoin được sử dụng để mua bán và làm thế nào để sở hữu được Bitcoin, đúng không? Thì chúng ta sẽ đổi tiền của mình để lấy Bitcoin để sử dụng, và sử dụng cái Bitcoin đấy để mua bán, trao đổi hàng hóa trong các cái thương vụ kinh doanh và đầu tư, đúng không anh chị? Và đến thời điểm hiện tại thì trên thế giới, như là chúng ta có thể thấy là tỷ phú Elon Musk thì cũng đã đưa cái Bitcoin vào cái danh mục danh mục quy đổi hàng hóa của mình, tức là anh chị em chúng ta có thể là mua xe điện là Tesla bằng Bitcoin, có thể mua xe điện Tesla bằng Bitcoin, hoặc anh chị có thể mua bất động sản ở Dubai bằng Bitcoin, vân vân và vân vân. Rất là nhiều những cái tập đoàn, những cái công ty, những tổ chức tài chính lớn, những cái ngân hàng lớn trên thế giới, người ta đã công nhận Bitcoin, người ta đã sử dụng Bitcoin rồi. Vậy thì các anh chị có thấy đây là một cái cơ hội, đúng không? Đây có phải là một cái đồng tiền chung của cả thế giới không ạ? Và việc mà chúng ta đổi tiền lấy Bitcoin có nghĩa là chúng ta đang mua Bitcoin của một người khác và chúng ta trả tiền mặt cho họ. Vậy nên khi mà càng nhiều người tin tưởng dùng Bitcoin càng nhiều, và người đổi tiền lấy Bitcoin có nghĩa là Bitcoin sẽ được mua nhiều hơn, và mà mua nhiều hơn thì chắc chắn là cái giá trị của Bitcoin sẽ tăng hơn. Ở đây thì Đảm muốn nói đến đó chính là cái quy luật cung cầu, đúng không anh chị? Khi mà cái cung có giới hạn, đúng không ạ, nhưng mà cái cầu nhiều thì dẫn đến giá cả tăng, đúng không? Và Bitcoin thì chỉ có 21 triệu đồng trên thế giới thôi, nhưng không phải 21 triệu đồng đấy nó xuất hiện ngay, mà chúng ta phải đào, đúng không anh chị? Phải đào. Và các chuyên gia tính rằng thì là cho đến năm 2140 thì là cái đồng tiền Bitcoin cuối cùng sẽ được đào lên. Và ở thời điểm hiện tại là năm 2021 thì anh chị em chúng ta còn rất nhiều thời gian để chúng ta có thể là tìm hiểu về một cái thị trường hoàn toàn mới, cũng như là có thời gian để mà chúng ta sở hữu một cái tài sản trong cái thị trường tiền điện tử này, hoặc là sở hữu một cái đồng Bitcoin nào đó. Và trong tương lai không chỉ là nó không phải là 50 năm 56 nghìn đô đâu, mà có thể lên tới hàng trăm nghìn đô, thậm chí hàng hàng triệu đô. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vì trong quá khứ nó đã chứng minh rồi, Bitcoin từ 0,0076 đô la mà nó đã tăng lên 56.000 đô la. Vậy thì có phải là nó đã tăng lên tới hàng chục triệu lần, đúng không anh chị? Vậy chả có lý do gì trong tương lai nó lên tới hàng triệu đô la, đấy là một điều hoàn toàn có thể xảy ra anh chị, hoàn toàn có thể xảy ra, và lịch sử có thể lặp lại anh chị ạ. Và nó đang lặp lại đây, nó đang lặp lại đây. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là năm 2017 khi mà Bitcoin uptrend chỉ có 17.000 đô, nhưng mà đến năm 2021 cho đến thời điểm hiện tại thì là Bitcoin vẫn đang trên cái đà tăng trưởng và đạt đạt 56.000 đô, tức là đâu đó thì cũng tăng khoảng khoảng tầm 20-30 lần, 20-30 lần so với lại năm 2020, khi mà cái giá trị Bitcoin nó chỉ có khoảng tầm 3.000 đô thôi. Và nếu như tháng 4 năm 2020 hay là đầu 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 năm 2020, anh chị em chúng ta biết đến những cái cơ hội thì chúng ta có thể nắm bắt cơ hội này, và chúng ta có thể là ít 20-30 lần cái tài sản của chúng ta với cái cơ hội tiền điện tử này, đúng không các anh chị? Có đúng không ạ? Và đó là lý do tại sao mà lúc Bitcoin mới ra có giá trị rất là thấp, nhưng đến bây giờ thì giá trị của nó đã tăng lên cả triệu lần.
giá trị của nó là tăng lên cả triệu lần, giá trị của nó tăng lên cả triệu lần. Vậy thì Đảng xin tóm tắt lại những cái ý chính: Bitcoin, tiền ảo, tiền điện tử, tiền kỹ thuật số hay gọi là tiền tiền mã hóa, thì là do một cái phần mềm tạo ra và có đặc tính, nó có những cái đặc tính ưu việt là cực kỳ là trung thực này, không thể gian lận và cũng không thể làm giả này. Và nhờ những cái đặc tính ưu việt của nó cho nên là nhiều người đã tin dùng và nó đã có trở nên có cái giá trị. Và ngày hôm nay báo đài nói đến Bitcoin đúng không ạ? Cả thế giới nhắc đến Bitcoin mà chúng ta, mà anh chị em chúng ta vẫn không biết Bitcoin thì đó không phải là lỗi của, đó không phải là lỗi của thông tin đó ạ, đó không phải là lỗi của báo đài, báo chí, thông tin, truyền hình, đó là mà lỗi của anh chị em chúng ta chưa cập nhật được cái thông tin thị trường, chúng ta chưa cập nhật được những cái xu hướng mới, đúng không anh chị? Và cảm ơn anh chị đã lắng nghe cái phần chia sẻ về Bitcoin. Vậy thì quay trở lại lịch sử thì chúng ta tìm hiểu xem là cái lịch sử phát triển của tiền tệ qua các thời kỳ là như thế nào. Vậy thì qua cái livestream này thì Đảng cũng chia sẻ, dành một vài phút để mà chia sẻ lại cái lịch sử phát triển của tiền tệ qua các thời kỳ. Thì khi mà loài người sinh ra, khi mà loài người sinh ra đúng không? Hay là khi mà anh chị em chúng ta sinh ra đúng không? Thì tiền nó đã tồn tại sẵn rồi phải không các anh chị? Và chúng ta cứ thế mà chúng ta sử dụng đúng không? Chúng ta chẳng cần phải hiểu nó là gì cả. Cứ biết đến nó là có thể mua được đồ ăn này, đồ uống này, dịch vụ vui chơi giải trí này, thậm chí là chúng ta có thể mua được rất là nhiều thứ, nó là mua được hạnh phúc chẳng hạn, đúng không ạ? Có tiền mua tiền cũng được, mua được hạnh phúc. Và đừng bảo hạnh phúc không mua được bằng tiền, đúng không ạ? Nhưng mà nếu có nhiều tiền thì là chắc chắn thì chúng ta sẽ dễ dàng có được nhiều hạnh phúc hơn, đúng không anh chị? Vậy thì tiền là gì thì chúng ta có nên biết về tiền hay không? Và theo Đảng thì chúng ta nên biết về tiền, chắc là chúng ta nên biết về tiền, bởi vì là bình thường chúng ta cứ cố gắng kiếm tiền rồi là tiêu tiền thôi, nhưng mà đến một lúc nào đó có thể là đồng tiền bị sụp đổ thì chắc chắn là cuộc sống của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng, giống như việc Venezuela phải vác cả bao tải tiền đi để mà mua một mớ rau hay là một cuộn giấy vệ sinh, đúng không các anh chị? Dạ vâng, vậy thì bản chất của tiền là gì? Vậy thì mời anh chị và các bạn cùng cùng Đảng thì chúng ta sẽ dành một vài phút để chúng ta tìm hiểu xem là cái sự ra đời và hình thành và phát triển của tiền tệ là như thế nào. Và bắt đầu từ thuở xa xưa khi mà con người chúng ta hình thành và sinh sống thì qua các cái quá trình sinh sống thì chúng ta phải kiếm thức ăn này, đúng không ạ? Ban đầu chỉ cần có thức ăn để tồn tại là tốt lắm rồi, đúng không ạ? Nhưng mà khi con người chúng ta nhưng mà con loài người của chúng ta rất là thông minh và phát triển rất là nhanh và đã biết đến cách kiếm tiền và dự trữ được nhiều thức ăn. Vấn đề ăn no không còn quan trọng nhất nữa, đúng không ạ? Và nhu cầu sống cơ bản thì được đáp ứng. Cho nên là tổ tiên của chúng ta thì lại muốn đồ ăn của chúng ta ngon hơn, đúng không? Đa dạng hơn. Thế là các cụ của mình thì là bắt đầu là mới 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 hình thành lên cái việc trao đổi hàng hóa, trao đổi thức ăn hay là đồ uống hay là trao đổi vật dụng vân vân và vân vân. Thì Đàm lấy ví dụ nhé, ví dụ này, nhà A này có rất là nhiều hoa quả đúng không, nhưng mà ăn ăn mãi thì cũng chán rồi đúng không, và mang hoa quả đi đi đổi lấy thịt về ăn từ nhà ông B đấy. Thì nhà ông B thì có rất là nhiều gà thì ăn nhiều cũng chán, thế là đem đi đổi lấy hoa quả và của nhà ông A, cũng như là đổi lấy những cái hoa quả hoặc là những cái hàng hóa dịch vụ khác từ nhà ông A hoặc là nhà ông C ông D gì đấy, đúng không? Thì ban đầu thì nhà chỉ có mấy ông hàng xóm gần nhà nhau đúng không, gọi là chơi thân với nhau đúng không, thì là mới qua trao đổi. Nhưng sau đó dần dần đúng không ạ, cái nhu cầu trao đổi càng ngày càng nhiều đấy, thì các loại đồ mà đem ra trao đổi thì cũng càng ngày càng đa dạng và phong phú hơn.
và mọi người bắt đầu là tập trung và trao đổi, thay vì là sang nhà hàng xóm như trước thì tập trung một chỗ, thì nơi nơi đấy ai có cái gì trao đổi tiện hơn, ai có cái gì trao đổi thì trao đổi, đúng không ạ? Và tiện hơn bao giờ hết. Và nơi đó thì được tập trung lại, được tập trung lại, và gọi là chợ, đúng không chị? Là chợ, đúng không anh chị? Và đến chợ thì là bắt đầu là nó sẽ phát sinh cho nhiều nhiều hơn những cái vấn đề phức tạp hơn một chút, là phải trao đổi như thế nào mới hợp lý, trao đổi như thế nào mới hợp lý. Thì Đạt sẽ lấy một cái ví dụ nữa để anh chị em chúng ta có thể là dễ hình dung hơn nhé. Ví dụ ông A này, ông A có 3 con gà đổi lấy một con chó của ông B, đúng không? Tức là 3 con gà sẽ đổi lấy một con chó của ông B. Đấy. Nhưng mà ông B thì lại có 3 con chó để đổi lấy một con lợn của ông C. Đấy, có nghĩa là một con lợn thì là sẽ đổi được 9 con gà, đúng không anh chị? Một con lợn sẽ đổi 9 con gà. Nhưng mà ông C thì muốn có gà để ăn thì phải đổi lấy một con lợn và được những 9 con gà. Đấy. Nhưng mà ông C thấy, ông C bảo là không, tôi chỉ thích ăn khoảng 1-2 con gà thôi, chứ ăn 9 con gà thì tôi ăn nhiều tôi cũng ngớn à. Đấy, như thế tôi như thế thì thì bây giờ chẳng nhẽ tôi phải chặt con lợn ra tôi đổi lấy một con gà của ông à? Thì điều đó thì nó rất là bất bất cập và bất hợp lý, đúng không anh chị? Thế là ông C nghĩ ra một cái cách gì đó, đó là phải lấy một cái gì đó ngang hàng với lại một con gà để đổi cho nó tiện, đúng không ạ? Chứ đổi một con lợn to thì rất là tiếc, đúng không ạ? Thế là ông C đưa ra một cái cọng lông chim rất là đẹp, của một con chim rất là quý, để mà đổi lấy một con gà của ông A, và ông A đồng ý. Và mọi người trong chợ thấy lông chim quý có thể đổi được gà, thế là mọi người trong chợ là thi nhau đi săn bắt chim để mà lấy lông. Vì vậy là có một cái số lượng lông chim tương đối là nhiều được đưa vào chợ để mà trao đổi, và mọi người thấy tiện hơn hẳn, đúng không ạ? Thấy tiện hơn hẳn, bởi vì là có một cái vật rất là quý hiếm làm cái vật trung gian ngang giá để mà trao đổi hàng hóa dịch vụ, thì mọi người cảm thấy thì nó rất là tiện, nó rất là tiện, đúng không ạ? Và đó thì chúng ta có thể coi là một cái đồng tiền sơ khai, một cái vật quy đổi ngang giá sơ khai, đúng không ạ? Và mọi người thấy tiện hơn hẳn thì lông chim, bởi vì là lông chim bé và gọn, đổi được nhiều đồ. Một cái lông chim thì đổi được một con gà, đúng không anh chị? Và ba cái lông chim thì đổi được một con chó, và 9 cái lông chim thì đổi được một con lợn, và lông chim lại dễ mang cho người hơn, đúng không ạ? Và từ đó lông chim thì trở thành cái vật quy đổi, hay còn gọi là vật ngang giá, và chính là cái hình thức sơ khai của tiền, chính là cái hình thức sơ khai của tiền mọi người ạ. Mọi người chú ý giúp em nhé, mọi người chú ý giúp Đàn, thì đây là một cái ví dụ minh họa, có thể không phải là lông chim mà có thể là ngọc trai, vỏ vỏ sò, hay là những cái viên đá viên ngọc quý hiếm gì đó, thì là mỗi vùng miền, mỗi vùng đất thì người ta sẽ quy đổi những cái vật ngang giá khác nhau. Như vậy thì tiền xuất hiện để mà giải quyết các cái vấn đề trao đổi hàng hóa đồ vật. Và sau một thời gian thì là chim quý thì bị săn nhiều. Đấy, thì lông chim thì lúc này thì là nhiều nhiều hơn, thì lúc này người bán gà cảm thấy là cái lông chim thì là không xứng đáng với lại một con gà nữa, mà phải hai cái lông chim mới đổi được một con gà cơ. Rồi dần dần thì là tăng lên là 3 cái lông chim, 4 cái lông chim, 5 cái lông chim mới đổi được một con gà. Thì cái đó chúng ta có thể gọi là lạm phát, có nghĩa là cùng một cái số tiền nhưng mua được ít vật phẩm hơn. Đấy. Và ở vùng đất này thì người ta dùng lông chim để làm tiền, thế nhưng sang vùng đất khác thì người ta không thích lông chim, thì họ lại lấy ngọc trai để làm vật ngang giá. Cho nên là lông chim ở vùng đất này thì là có thể là tiền, thế nên là đến vùng đất khác thì chẳng có giá trị hết. Như vậy thì chúng ta thấy được là giá trị của tiền thì là phụ thuộc vào niềm tin, đúng không anh chị? Nó cũng giống như chúng ta cầm tiền Việt Nam mà chúng ta đi qua bên Lào thì chúng ta có tiêu được không ạ? Nếu như chúng ta không quy đổi ra cái tiền pháp định của Lào thì đảm tin chắc là không tiêu, đúng không ạ? Kể cả chúng ta có đưa 500 nghìn chúng ta mua một mớ rau hay một chai nước thì người ta cũng chả biết cái số tiền đấy là bao nhiêu cả, và người ta sẽ không nhận. Bởi vì là cái giá trị của tiền thì nó phụ thuộc vào cái niềm tin.
phụ thuộc vào cái niềm tin đúng không? Và tiền Việt Nam thì nó có giá trị bởi đơn giản là nó phụ thuộc vào cái niềm tin của người dân Việt Nam đúng không ạ? Và nếu như mà tất cả người dân đều quyết định không đổi lông chim bằng một lý do nào đó thì lông chim sẽ trở thành một cái đồ vô giá trị, đồ vất đi chẳng hạn đúng không ạ? Và chẳng còn giá trị như vậy thì một cái loại tiền nào đó chỉ có giá trị trong một cái phạm vi nhất định đúng không ạ? Khi mà người dân còn tin thì nó còn giá trị đúng không các anh chị, và không còn tin thì nó không còn giá trị. Thế nên là đồng tiền nào càng được sử dụng rộng rãi thì nó càng có uy tín cao, và đó là nó càng có uy tín cao. Và chúng ta có thể thấy là đồng đô la thì được là cái đồng tiền chung của toàn thế giới đúng không anh chị? Vì vậy cho nên là cái đồng đô la thì là nó có một cái uy tín rất là cao. Và đồng đô la thì chúng ta thường thấy là chính phủ Mỹ là in rất là nhiều tiền, nhưng mà cái tỷ lệ lạm phát của đồng đô la thì hầu như là không có đúng không ạ? Tiếp theo thì chúng ta có thể lấy thêm một cái ví dụ nữa để anh chị em chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Có một cái tay địa chủ đấy, tức là họ sở hữu, ông này ông sở hữu rất là nhiều lông chim rồi đấy, nhưng mà ông này ông lại mang cái số lông chim nó đi cất giữ, và sau nhiều năm thì ông moi ra thì ông thấy một cái điều rằng là toàn bộ cái số lông chim mà ông cất giữ thì là nó bị phân hủy hết đấy, nó bị phân hủy hết và ông trở nên trắng tay đấy. Thì việc đó khiến nhiều người quan ngại về cái đồng tiền làm bằng lông chim, và họ phải tìm một cái loại đồng tiền khác để mà thay thế. Và trải qua rất nhiều giai đoạn trong lịch sử thì thay thế rất nhiều loại, thì họ chọn ra một cái loại tiền mà có cái chất liệu tốt hơn, đó chính là vàng. Và qua rất là nhiều giai đoạn lịch sử thì chúng ta có thể thấy rằng là ngày xưa là tiền xu này đúng không, thì được đúc bằng đồng, bằng sắt, bằng bạc đúng không, bằng bạc đúng không? Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì là chỉ có bạc với vàng, thì là hai cái loại tài sản quý hiếm cho đến bây giờ được cả thế giới công nhận đúng không ạ? Đúng không ạ? Bởi vì là đồng sắt thì bây giờ là quá là dễ khai thác, quá là dễ kiếm rồi, nhưng mà vàng bạc thì sao? Để mà chúng ta sở hữu, chúng ta được đào vàng bạc thì tốn rất là nhiều chi phí cũng như là rất là tốn kém đúng không ạ? Vậy thì tại sao lại chọn vàng? Đó là vì thứ nhất thì là vàng là có thể để được rất là lâu đúng không? Và vàng thì anh chị em chúng ta có thể thấy là không bị mục nát, rồi không bị oxy hóa. Vàng thì không bị bay hơi hay bị biến dạng dễ dàng gì đúng không ạ? Và vàng thì là có thể nung chảy ở một cái nhiệt độ, ở một cái nhiệt độ mà nó nung ngày, cái thời ngày xưa thì là có thể đạt được để mà đúc ra nhiều những cái hình thù khác nhau. Và vàng thì lại nhìn rất là đẹp, thế nên là phù hợp để mà làm đồ trang sức. Và vàng là cái kim loại dễ rát mỏng, thì người ta có thể là rát mỏng một cái chỉ vàng thành một cái sợi dây dài tới 10 km đấy các anh chị ạ. Và một yếu tố thứ ba nữa đó chính là vàng thì không thể tạo ra và chỉ có thể đi khai thác đúng không các anh chị. Và nếu như dùng lông chim thì người ta có thể là nuôi chim để mà lấy lông, dùng ngọc trai thì có thể là nuôi trai để mà lấy ngọc đấy. Vàng thì có cái khối lượng riêng rất là lớn, và nếu pha vàng với kim loại thì là sẽ nhẹ hơn, thì cân sẽ biết đúng không anh chị, cân sẽ biết ngay. Và nếu như pha kim loại nặng hơn thì sẽ không ai biết được đúng không ạ? Có nhiều anh chị đã hỏi bảo là thế tại sao không pha kim loại nặng hơn vào vàng thì sẽ không ai biết được. Nhưng mà xin giờ các anh chị rằng kim loại có khối lượng riêng nặng hơn vàng thì chắc chắn là sẽ đắt hơn vàng, và chẳng ai ngu gì mà bỏ một cái thứ giá trị hơn vàng để mà pha vào vàng đúng không anh chị. Và vàng hiếm đẹp, bền hữu ích, thế nên nó đã trở thành một cái vật ngang giá để mà quy đổi, để mà quy đổi. Tuy nhiên thì ngoài vàng ra thì còn bạc, đồng, sắt, nhôm cũng được dùng để mà làm tiền, như là chúng ta có thể đúc thành các cái đồng xu có các cái mặt khác nhau để mà dễ phân biệt. Nhưng thời điểm này thì tiền kim loại thì là vẫn đang mang giá trị cao, bởi vì là cái vật liệu đó để mà thời ngày xưa thì là cái công cụ để mà khai thác ra những cái kim loại này thì
thì nó rất là thô sơ, cho nên là để mà khai thác ra những cái kim loại thì nó cũng tốn rất là nhiều chi phí. Chính vì vậy cho nên là những cái đồng tiền xu ngày xưa thì nó vẫn còn những cái giá trị, đúng không ạ? Nhưng mà cho đến thời 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 thế kỷ 21, tao đến khi mà công nghiệp hóa, điện hiện đại hóa ra đời thì là người ta có thể là khai thác những cái mỏ đồng một vạn với những cái quy mô lên tới hàng nghìn tấn mỗi ngày, đúng không ạ? Và một cái thứ gì đó mà mình sản xuất ra, mình kiếm nó quá dễ dàng thì anh chị cũng có thể tự hiểu là nó cái giá trị của nó sẽ rất là thấp, đúng không? Và đến khi dùng vàng thì người ta có thể mang đi khắp thế giới để mà trao đổi hàng hóa, và không chỉ ở vùng đất này mà ở vùng đất khác, tất cả mọi nơi trên thế giới người ta đều chấp nhận vàng. Và đến đây thì mọi giao thương bắt đầu thuận lợi, các đất nước là có thể là trao đổi hàng hóa với nhau bằng cách sử dụng vàng. Tuy nhiên thì là chúng ta có thể thấy là những ngoài những cái ưu điểm trên của vàng thì vàng cũng có một cái nhược điểm, đó chính là anh chị em chúng ta muốn chuyển một cái lượng vàng lớn đi một cái đoạn đường xa thì rất là khó khăn, cũng như là không an toàn, có thể là bị cướp, đúng không? Có thể là bị cướp. Và trong suốt cái quá trình hình thành thành phát triển của tiền tệ thì vào năm 650 cho đến năm 683 thì là vua Đường Cao Tông thì là cho phát hành tiền giấy, hay còn gọi là ngân phiếu, và đó là cái đồng tiền giấy đầu tiên trên thế giới. Thì tiền giấy thì nó có một cái đặc điểm, đó chính là nó nhẹ hơn vàng, và một tờ giấy thì có giá trị tương đương cả tấn vàng. Vậy cho nên là việc mang đi lại để mà giao thương rất là dễ dàng và thuận tiện, đúng không ạ? Tuy nhiên khi mà mới ban hành tiền giấy thì người dân thì sẽ không có tin tưởng vào cái loại tiền này, và nó chỉ là một cái tờ giấy rất là dễ rách, rất là dễ bị làm giả. Thế nên là không ai muốn dùng cái tiền cả. Và quan trọng hơn nữa là người dân sợ rằng là nhà nước thích in bao nhiêu tiền giấy thì in cũng được, thì chẳng ai quản lý được, cho nên là người dân thì chẳng ai muốn đổi lấy cái số vàng, số bạc mà mình đang sở hữu, đang rất là vất vả mới có được để mà đổi lấy những cái tờ tiền giấy. Thế nên là nhà nước mà muốn người dân tin tưởng và tiền giấy vào cái tiền giấy mình đã phát hành thì nhà nước thì phải có một cái cam kết rằng là bất cứ khi nào người dân thích đổi lấy vàng, người dân thích đổi lấy vàng thì cứ mang những cái tờ tiền đó đến đổi để quy đổi ra thành vàng bạc hoặc đồng xu khác theo ý muốn của mình. Và có như vậy thì người dân mới yên tâm đổi tiền lấy vàng, đổi tiền giấy lấy vàng. Và người ta đó gọi đó là cái chế độ bản vị vàng, nghĩa là người dân có quyền đổi tiền giấy bằng vàng bất kỳ lúc nào. Vậy thì Việt Nam có theo chế độ bản vị vàng không anh chị? Đương nhiên là không, đúng không ạ? Nếu như mà bạn muốn đổi tiền thành vàng thì nhà nước sẽ không đứng ra đổi cho bạn đâu ạ, và chỉ có thể dùng tiền để chúng ta mang đến những cái cửa hàng vàng bạc để mua thôi. Thì đây là mua bán, và chủ tiệm vàng thì người ta có quyền bán cho các anh chị hoặc là không bán cho các anh chị, đúng không ạ? Mua hoặc bán thì không hề có cam kết nào cả, và người ta bán cho bạn, thích thì bán, không thì thôi. Vui vui thì tôi thích, thì hôm nào tôi buồn buồn thì tôi đóng cửa tiệm, tôi không bán đấy thì làm gì được tôi, đúng không anh chị? Và để đảm bảo tất cả mọi người dân đều có thể là lấy tiền của mình để đổi lấy vàng thì cái chế độ bản vị vàng thì phải thực hiện một cái quy tắc bắt buộc, đó là không được phép in nhiều tiền giấy hơn so với cái số vàng dự trữ. Bởi vì nếu như mà in nhiều tiền hơn so với lại số vàng dự trữ, khi mà người dân người ta đến đổi tiền lấy vàng mà không có cho người dân thì là nhà nước sẽ bị vi phạm cái cam kết, đúng không ạ? Và chế độ bản vị vàng thì không tồn tại được lâu, vì người dân của chúng ta đã quen dùng tiền giấy với những cái ưu điểm mà nó mang lại, và tiền giấy thì được phổ biến trong đời sống và ai cũng chấp nhận và tin nó, cho nên là nhà nước đã bỏ cả chế độ bản vị vàng đi và cũng chẳng ai muốn phản đối nữa. Và điều đó xảy ra sau khi mà bỏ chế độ bản vị vàng thì nhà nước có quyền in thêm bao nhiêu tiền thì tùy thích, đúng không anh chị? Và để thực hiện mục đích về điều hành kinh tế của mình
Và đó là toàn bộ những gì kể trên và sự ra đời hình thành phát triển của tiền. Và mọi người có anh chị chúng ta có cảm thấy thú vị không ạ? Có cảm thấy tuyệt vời không ạ? Có cảm thấy ngộ ra và rút ra được những cái bài học gì không ạ? Vâng, và cảm ơn tất cả anh chị đã dành thời gian quý báu của mình, thay vì mình dành thời gian bên gia đình, bên những người mình yêu thương, mình dành thời gian mình làm những cái công việc khác như là đọc một sách này, xem phim này, đúng không ạ? Mình đi bộ tập thể dục, hít thở không khí trong lành của buổi tối chẳng hạn, là gặp những người bạn bè của mình trò chuyện, thì anh chị em chúng ta lại ngồi tại cái livestream này của Đạt để mà chúng ta có thể là biết thêm nhiều điều thú vị hơn về Bitcoin, về lịch sử phát triển của tiền tệ. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã dành thời gian xem cái livestream này cũng như là xem lại cái livestream này của Đảng trên trang cá nhân Facebook. Và có lẽ Đảng xin phép dừng cái livestream này tại đây và chúc anh chị em chúng ta có một cái buổi tối thật là tuyệt vời bên gia đình và những người thân yêu của mình, và luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em cô chú trong những cái livestream tiếp theo của Đảng. Bye bye.